Alo, thân chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay tôi có được nhờ sửa mấy cái bóng đèn LED. Mấy cái bóng đèn LED. Wow. Đây. Mấy bóng LED này. Mấy cái bóng đèn LED này ở trong trường học á, để là 30W. Trên cái hộp nó còn ghi cái giá tiền nữa nè, là 55.000 một cái. Đèn siêu sáng, lúc trước thì 53 nhưng mà sau này ta sửa lên 55. Đèn có thương hiệu, có cái tên là Euro Super. Nhưng mà bây giờ nó hư rồi. Trong này cái bóng đèn này không phải nha, bóng đèn này là bóng đèn tốt, bóng đèn này nó cứng. Hình như là bóng đèn này mình đã có từng sửa rồi. Còn ba cái còn lại đó là mình sẽ tiến hành sửa cho người ta. Thì để sửa thì mình sẽ đem cái bộ phận thần thánh của mình ra. Đây. Cái đế. Tiếp theo đó là hai cái cây 5V. Và mình chia sẻ luôn quý vị ha. Cái bóng đèn này là mình đã từng sửa rồi, là bởi vì mình đã dán cái băng keo vô nè. Là mình sửa 1 năm trước. Mình sửa cách đây 1 năm mà bóng đèn này nè. Và mấy em học sinh nó xài thì nó xài ghê lắm. Nó bật lên nó tắt, nó bật nó tắt, hầu như là ngày nào cũng vậy, cho nên cái độ mà chảy thì nó ghê lắm. Bây giờ mình tháo ra coi cái bóng đèn này nó bị cái gì. Bóng đèn mình đã từng sửa mà lâu rồi. Nè, cái gì thế nào, lúc trước mình đã nói tắt cái con led này nè, thấy chưa? Đấy, xài rất là lâu rồi, bây giờ nó bị nổ con led này nữa nè. Nổ con led này nữa. Vậy thì bây giờ mình cứ tiếp tục tiến hành áp dụng cái công thức cũ đi. Nhưng mà lần này là nếu như mà chúng ta nó tắt nữa thì cái tuổi thọ của nó sẽ không bằng ha. Nó sẽ sáng hơn, nhưng mà nó sẽ tèo nhanh hơn. Chắc chắn nó sẽ tèo nhanh hơn đó là lúc trước. Ví dụ như lúc trước mà 1 năm đi, lần sau này tôi bảo đảm với quý vị là nó chừng vài tháng à, có khi là vài bữa không chừng nữa. Đó. Này lấy công chuyện khác à, không có công chuyện trước nữa. Có hàng thằng Khánh. Đẹp chút coi. Ok. Hàng mà lúc nào có mỏ nó cũng nhỏ nhỏ hết trơn. Rồi giờ chúng ta kiếm điện vô kiểm tra ra. 2, 3. Đó, sáng rồi không? Sáng ngời ngời. Nó vậy thôi. Thì hư thì chúng ta đem xuống sửa tiếp. Nhưng mà lần sau nếu như mà nó cháy trên 3 bóng thì chúng ta vứt đi. Nếu mà thay led được thì thay. Không thay led được thì chúng ta vứt đi. Rồi dán băng keo lại. Lát kiếm băng keo dán thêm nữa được. Rồi để một bên đi. Rồi, cái bọc rồi. Trả nó vô cái hộp này của người ta đi. Sửa bóng đèn thì nói chung là mình làm được cho bà con. Thì nói chung có một số người nói với tôi sửa bóng đèn là sửa cho người ta là xài không bền, mất công ăn tiếng người ta ấy. Không sao. Ai cũng ngại gì hết trơn thì sao được. Sửa thì lúc đương nhiên là nó phải có cái tốt, có cái lúc ấy ta vứt đi thì nó cũng phí à. Mà xài được lúc nào hay lúc đó. Vậy ha. Bóng này bóng mới nè, bóng này chưa sửa lần nào nè. Cứng quá nè. Cứng quá. Chắc phải dành cả thanh xuân để gỡ cái bóng đèn này ra nữa quá. Vậy chịu khó đợi mình chút ha. Rồi, thấy chưa? Nhẹ. Keo gì mà cứng dữ rồi. Nhìn cái bảng led của nó nè. Mình thấy cái bảng led này sao mà còn mới ton vậy ta. 18V. Ôi sao nó đơn giản mình biết vậy, nhìn thấy nè. Bảng led và chip đâu ta. Không thấy cái gì trong này luôn á. Nó đơn giản dữ vậy.
nó có cái đầu kiếm điện vô sáng luôn không? Đấy, cái này những cái này mới nữa nha. Cái này mới lạ nữa, công kỹ ngồi tháo cái là nắp ra thấy bà nội luôn, mà cái này cũng mới chát luôn á, ghim vô cháy luôn, tại vì mình quan sát không thấy cái bóng led nào mà nó bị ấy vậy, không thấy cái bóng led nào mà nó bị hư vậy, đã rồi cháy luôn. Cháy chứ không phải chớp nha, nhìn trên cái ấy chớp chứ thực tế ra là nó cháy sáng à. Lạ đời. Cái này cái chon mình cái gì mà. Rồi, cho nó vô cái hộp đi. Bóng này có hộp này hả? Chắc không phải. Rồi, vô đi. Hai cái. Rồi cái đèn này coi. 30W đèn này cũng đèn thường nữa nè. Đèn này mình cũng chưa sửa lần nào. Nói chung là lần đầu sửa nó nè. Thôi bây giờ mình thử gắn vô, mình thử trước đi hả Tháo. Để không thôi tháo cho đã rồi cái ghim vô sáng nữa cái báo đó. Rồi, vậy là không sáng rồi đó. Không sáng rồi hả Tháo. Sáng. Sao có mấy cái bóng đèn vậy? Sao mà cái con led này đâu, tự nhiên có con led nó nằm đâu đây nữa nè. Ờ, cái bóng này đã sửa rồi. Giờ cháy thêm bóng này nữa rồi nè. Cái này là phải thay led mới được, chứ không thay led là nó sẽ bị. Đó. Bây giờ không thay led là nè. Led này bị hỏng kế bên nữa rồi nè. Giờ chúng ta thử chúng ta nối tắt coi. Tắt lọ cháy cho bảo đảm lọ cháy rồi đó, làm gì mà không cháy. Ui rồi chắc mà để gì luôn chứ mà thay led cái này tháo ra khó lắm, ngập này tháo ra banh luôn. Ghim điện vô là sẽ bảo đảm sẽ cháy này đó. Nhưng mà giờ này nó cháy gấp sáng luôn á. Nhưng mà độ sáng này nó sẽ làm cho những con led còn lại là nó sẽ mau tèo. Nói chung là nó vậy đi. Mình nói chung là mình có lòng nhưng mà không có sức quý vị. Mình làm được cái đó thôi chứ làm cao nữa mình không làm được. Còn cái cuối cùng khoan để bỏ nữa là vô bọc nữa hả. Đây cái cuối cùng. Bóng đèn của trường học, bóng đèn này mới rồi. Cái bóng đèn mình đã từng sửa rồi luôn à. Quan sát bằng mắt thường thì nó không có bị hư nào hết trơn. Sao cũng cháy luôn nữa ta, sao kỹ ta. Cháy bình thường nữa. Kỳ gì. Không hiểu luôn. Hư hoài. Cháy mà. Kiếm lại coi. Nó có gì thế nữa, cháy đàng hoàng chứ đâu có hư đâu. Vẽ bỏ ở đây nửa tiếng đồng hồ coi nó có bị. Trời ghim ơi. Trời ơi. Rồi ghim đợi chút xíu rồi. Để thiệt là lâu rồi nói không. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nó cháy bình thường quý vị. Có gì đâu xảy ra ta. Rồi như vậy là qua đây mình xin chia sẻ cái cách sửa bóng đèn và cái tình trạng thực tế của nó sau một thời gian mình sửa bóng đèn này. Rõ ràng là mình đã sửa rồi nè. Mình sửa rồi nè, xài 1 năm rồi đó, trôi qua 1 năm trời bóng đèn này là bóng đèn dởm luôn nè. Sửa 1 năm trời trôi qua rồi đó, bây giờ nè năm nay cuối năm rồi nè, khi mà đi bảo trì lại các phòng học á thì nó mới hư hỏng nè, ta đi thử sửa nè. Ta nhờ mình làm lại nè thì mình đã làm đó. Thì đó là những cái gì thực tế mình để sửa bóng đèn. Nói chung là anh em cũng
có đòi hỏi quá, những vấn đề mà sửa bóng đèn ve chai hoặc là bóng đèn đã hỏng gỡ đứt rồi thì chắc chắn là chúng ta sửa. Thì có cái xài tốt thì có cái nào xài tốt thì ok, cái nào mà chúng ta mà xài mà không được tốt thì cũng bình thường thôi, chúng ta trả nó về là đơn vị sản xuất ban đầu ha. Hy vọng rằng là những cái là chia sẻ của mình sẽ đem lại cho tất cả mọi người cũng như cả nhà nhiều cái là điều bổ ích ha. Thân chào, hẹn gặp lại là quý vị trong các clip tiếp theo của mình. Bye bye.